Dạ vâng, Tường Thắng xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Ngày hôm nay Tường Thắng sẽ được trở lại quý giả trong chương trình tin Việt Nam trong tuần, và ngày hôm nay là ngày thứ năm 13 tháng 6 2024 với lại chị Phạm Thanh Nghiên từ thành phố Houston của Texas. Và xin chào chị Phạm Thanh Nghiên ạ. Dạ vâng, xin chào anh Tường Thắng và chào quý khán thính giả SBTN. Dạ vâng, kính thưa khán giả và chị Nghiên, thì trong tuần lễ vừa qua đó có một cái sự kiện mà rất nhiều người rất là chú ý, đó là cái việc mà phía bên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt hai người. Thứ nhất là nhà văn Huy Đức và người thứ hai là luật sư Trần Đình Triển. Riêng về nhà văn Huy Đức thì nhiều người rất biết tên tuổi nhà văn này bởi vì ông đã viết một bộ sách lấy tên là Bên Thắng Cuộc. Thì cuốn sách này cũng ra đời cũng đã lâu. Nhưng gần đây đó thì phía bên Công an Cộng sản Việt Nam cho biết, và một số người đó thì nói rằng đó là việc bắt nhà văn Huy Đức lý do bởi vì ông viết hai bài viết có đăng trên trang Facebook của ông. Thứ nhất là bài viết nó nói về cái việc mà liên quan đến sự tập trung quyền lực vào Bộ Công an là một mối nguy hiểm, và thứ hai là chiến dịch chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng có nhiều vấn đề và nhiều thiếu sót. Nhiều người cho rằng là vì hai bài viết này cho nên ông nhà văn Huy Đức đã bị bắt. Tuy nhiên câu hỏi Tường Thắng xin đặt câu hỏi thế này với chị Phạm Thanh Nghiên để chị nhận định như thế nào. Tại vì ông Huy Đức đó không phải mới đây là ông có những cái bài viết liên quan đến cái việc mà chỉ trích nhà cầm quyền và đảng. Thế thì tại sao họ chờ đến bây giờ họ mới bắt, thưa chị Phạm Thanh Nghiên? Dạ thưa, bây giờ mọi thứ chỉ có thể nói là mỗi người có thể đưa ra một cái nhận định khác nhau, và mọi thứ chỉ là nhận định thôi, giả định thôi, còn đâu là thực sự đằng sau cái nguyên nhân thật sự vì sao bắt ông Huy Đức này, thì nói thật là chỉ có cái cơ quan và những cái người mà ra lệnh trực tiếp bắt ông Huy Đức mới có câu trả lời xác đáng. Tuy nhiên thì với những cái gì mà chúng ta đã vừa bàn với nhau, và tôi cũng đã xem một số các cái nhà phân tích đọc một số bài viết liên quan đến cái vụ việc bắt ông Trương Huy San, tức là nhà báo Huy Đức ấy, yeah. Thì nó cũng sẽ có rất là nhiều các cái nguyên nhân, và tất nhiên là liên quan đến những cái phát biểu, những cái bài viết của ông chỉ trích chế độ và chỉ trích, thậm chí chỉ trích cả một số những người mà rất là cấp cao trong quyền lực, trong cái bộ máy quyền lực, thì cái việc bắt ông Huy Đức và những cái liên quan đến nhân vật này thì nói thật là cũng có một số các cái lời nhận định cho rằng là ông Huy Đức cũng là một trong những người tham gia phe nhóm này kia. Nhưng mà riêng cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là ông Huy Đức ông đã có những cái đóng góp không nhỏ, đặc biệt là cái sự ra đời của cuốn sách Bên Thắng Cuộc, và cuốn sách nổi tiếng đến mức độ cái chữ bên, ba chữ Bên Thắng Cuộc đã trở thành một cái thuật ngữ và không thể lẫn đi đâu được của ông Huy Đức, đến mức độ mà người ta luôn dùng cái từ này để chỉ cái Đảng Cộng sản Việt Nam, những cái biến cố sau năm 1975. Thì những cái gì mà liên quan đến những cái gì mà ông Huy Đức đóng góp cho cái, không chỉ cho cái quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam, mà bằng những cái gì mà ông ấy viết ra, và đặc biệt là cuốn Bên Thắng Cuộc ấy, đã rất là nhiều người đánh giá rồi, và cho thấy rằng đây là một cái bộ sử, có thể nói là bộ sách lịch sử, không phải do nhà nước phát hành hay là không phải do những nhà sáng tác lịch sử để viết nên, mà do cái công phu của một cái nhà báo, mà tôi nói rằng là tôi vẫn đánh giá ông Huy Đức là một trong những cái nhà báo có thể nói là thuộc về hàng đầu Việt Nam trong những cái năm trở lại đây. Còn tất nhiên là ông Huy Đức cũng như cuốn sách Bên Thắng Cuộc của ông thì cũng đã gây ra một số những cái phản ứng trái chiều, nhưng mà nhìn nhận một cách công bằng thì cái đó là một cái cuốn sách rất là có giá trị về cả lịch sử lẫn về học thuật. Dạ. Nhưng mà nói về vấn đề lịch sử và học thuật đó thì chị Phạm Thanh Nghiên đánh giá thế nào về những cái tài liệu mà do ông Huy Đức đưa ra trong cái bộ sách này? Như chúng ta đã biết thì không biết là anh Tường Thắng đã đọc chưa, thì tôi đọc cũng khá lâu rồi, nhưng mà có thể nói rằng đây là một trong những cái bộ sách, và kể cả bản thân ông Huy Đức khi mà viết cái cuốn sách này là ông tỏ ra khá là khách quan, và phải nói là một cái người làm việc rất là cần mẫn, và cái sức làm việc và cái khả năng thu thập thông tin cũng như là cái khả năng viết lách của ông phải nói là rất là giỏi. Bởi vì như chúng ta đã biết là nếu như mà những cái cuốn sách mà nói về cái biến cố năm 75 trở lại đây đấy, thì tôi nói là không phải là không có, cũng đã có rồi, của những cái người mà Cộng sản cũng có, mặc dù là họ viết thì không, nói thẳng là không được khách quan cho lắm. Nhưng mà nói về những cuốn sách của ở bên phía Việt Nam Cộng Hòa chẳng hạn, hay là còn một số nhà văn, nhà báo, nhưng mà viết dưới cái dạng là hồi ký, hoặc là những cái chuyện mà kể lại cái chuyện tù đầy, hay là những cái chuyện khác. Nhưng mà tôi cho rằng là ông Huy Đức đã chọn một cách rất là khó, đó là viết thực diện và viết dưới dạng báo chí. Tức là dưới dạng báo chí, và ông ấy là một cái nhà báo và ông có khả năng để mà ông ấy tiếp cận và phỏng vấn rất là nhiều người. Và cho đến ngày hôm nay thì những cái gì mà ông viết trong cái cuốn Bên Thắng Cuộc, chúng ta có thể quan sát là ông ấy phỏng vấn để tên thật, chức vụ thật, là những con người hoàn toàn là thật. Và đến bây giờ thì chưa thấy một ai trong số những cái nhân vật mà ông Huy Đức phỏng vấn để mà viết trong làm tài liệu viết cái cuốn Bên Thắng Cuộc ấy, thì đến bây giờ cũng chưa thấy ai phản bác nói rằng ông ấy viết không đúng sự thật, hay là phản hồi một cách tiêu cực về những cái gì trong cái cuốn sách Bên Thắng Cuộc. Tất nhiên về mặt bình luận thì là có người thích, có người không, và có người phê phán, có người khen ngợi, vân vân. Nhưng mà cái quan trọng nhất là ông dùng những cái tài liệu có thật, những cái dữ kiện có thật, những nhân vật có thật. Và đến ngày nay kể cả những nhân vật mà ông ấy nhắc trong cái bài viết thì chưa một người nào lên tiếng phản bác, nói rằng là những cái thông tin đó là sai cả. Thì tôi cho rằng đó là một cái giá trị mà không phải là ai cũng làm được. Dạ. Hoàn toàn đồng ý với lại chị Phạm Thanh Nghiên, nhưng mà nó có như thế này. Khi mà mình nói đây là một cái cuốn sách mang cái tính cách về lịch sử đó, thì nó phải dựa trên những cái tư liệu và tài liệu xác thực. Đồng ý rằng là có một số người đã được ông Huy Đức phỏng vấn, nhưng tới bây giờ họ không phản bác. Tuy nhiên cái cuốn sách này vẫn được lưu hành rất là rộng rãi. Có nghĩa là phải có sự đồng tình của nhà cầm quyền. Và thứ hai đó là chúng ta biết là trước năm 75, sau khi gọi là đại thắng mùa xuân đó của phía bên Cộng sản Việt Nam á, thì Văn Tiến Dũng cũng đã viết một cuốn sách Đại thắng mùa xuân như vậy và đã gặp rất nhiều khó khăn và đã bị kiểm duyệt rất nặng nề, phải nói là có thời gian cuốn sách này đã bị cấm. Thế thì câu hỏi đặt ra là đối với một ông tướng Cộng sản Việt Nam đã coi như là thi hành cái chiến dịch mà gọi là Đại thắng mùa xuân này, cuốn sách của ông đã bị coi như là kiểm duyệt và có thời gian bị cấm. Thì câu hỏi đặt ra là cuốn sách của ông Huy Đức tại sao không bị cấm trong thời gian qua? Thưa anh, đó là đây là một cái câu hỏi tôi nghĩ rằng nó cũng hơi, tất nhiên là nó cũng xác đáng thôi, nhưng đôi khi nó cũng hơi là phiến diện. Bởi vì là chúng ta phải biết là Cộng sản có những cái chính sách đối xử với từng nhân vật, nó có những cái sự khác nhau chứ không phải không. Ví dụ như là tôi có một người bạn luôn luôn được người khác hỏi rằng là tại sao mà anh vẫn cứ được đi nước ngoài, mà trong khi đó anh viết những cái bài viết bày tỏ cái thái độ, tức là không đồng tình với Đảng Cộng sản Việt Nam hay là kia, tại sao anh vẫn cứ đi nước ngoài nước trong và không bị cấm xuất cảnh. Trong khi đó có nhiều những nhân vật không nổi tiếng lắm nhưng mà họ chỉ viết một vài bài họ cũng bị sách nhiễu nọ kia. Thế thì tôi có thể lấy ra một cái trường hợp ví dụ như là ông Trương Duy Nhất. Ông Trương Duy Nhất cũng là người làm báo, có lẽ là chỉ sau ông, cùng thời hoặc là sau một vài năm gì so với ông Huy Đức mà thôi. Thì trước khi ông Trương Duy Nhất bị bắt cóc ở Thái Lan á, thì trong lần nói chuyện với tôi thì ông cũng nói là anh đi Mỹ rất là dễ dàng đó, và tôi rất là ngạc nhiên, bảo ủa anh vẫn đi hả? Thì tức là ông ấy vẫn được đi, nhưng mà đến khi mà họ bắt là có bắt thôi. Cho nên là cái câu hỏi của anh Tường Thắng thì nó không phải là cái mẫu số chung dành cho tất cả. Ví dụ như là tại sao họ đối xử với nhân vật này thế này, đối xử với nhân vật kia như thế khác. Và chúng ta cứ hay coi như là cái chuyện mà ông Huy Đức ông ấy phát hành cái cuốn sách này. Nhưng mà chúng ta phải nói rõ một cái điều rằng là ông Huy Đức phát hành cuốn sách này là phát hành không có xin phép. Theo tôi hiểu là như vậy, tức là phát hành ở nước ngoài và trên mạng xã hội, và trên mạng mà mọi người đọc có thể là tiếp cận được, chứ không phải là xin phép, giấy phép từ nhà nước. Đó thì cuốn sách đã, dù muốn hay không, nhà nước dù muốn hay không thì nó cũng đã ra đời rồi. Cũng như khi tôi ấy, phát hành cái cuốn sách Những mảnh đời sau song sắt ở bên ngoài, tôi không hề xin phép, và cuốn sách đấy dĩ nhiên là nó vào trong cái danh sách bị cấm. Thế thì câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao thì lại có những cái chuyện như vậy? Tức là người ta đối xử với mỗi người một cách. Thế nhưng mà có những cái trường hợp là có vẻ như là không bị làm sao cả, nhưng trên thực tế là họ đã phải chịu đựng những cái việc mà ví dụ sách nhiễu dài hạn trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên. Tôi biết có những nhân vật như vậy, và họ chưa bao giờ họ kể về những cái chuyện mà họ lên công an hay bị mời bị sách nhiễu cả. Và đôi khi họ có những cái cách thể hiện để cho phía công an nghĩ rằng cái người này thì họ không có kể những cái chuyện họ bị lên công an làm việc để mà bị coi như là bị xúc phạm hay bêu xấu ở phía an ninh trên cả, hay là họ có những cái cách tiếp cận vấn đề là làm cho phía nhà nước nghĩ rằng cái nhân vật này họ chỉ nói về những cái chuyện như vậy thôi và chưa chắc đã phải là cái người mà thật sự là muốn lật đổ mình nọ kia. Nó có nhiều lắm. Và tôi nghĩ là và một cái điều nữa là chúng ta cứ hãy nghĩ rằng là đôi khi trong cuộc sống cũng như công việc nó có những cái yếu tố ngoại lệ hoặc là yếu tố may mắn, thì tôi nghĩ rằng ông Huy Đức có thể là nằm trong một cái diện như vậy, và đôi khi nó cũng là một cái tính toán nào đó ở phía nhà cầm quyền mà có khi bản thân ông Huy Đức chưa chắc đã biết được. Hoàn toàn đồng ý với chị Phạm Thanh Nghiên là mỗi người nó có một cái trường hợp đặc biệt mình không thể biết được khi mình ngồi ở ngoài, hoặc tất cả những cái gì mình chỉ là vấn đề tiên đoán hoặc nhận định mà thôi, tại vì cái nguyên nhân chính để bắt đó là nằm ở Bộ Công an và nhà cầm quyền. Tuy nhiên theo thưa chị đó, ông Huy Đức này ông bị bắt ngay sau khi cái vụ mà thầy Thích Minh Tuệ bị coi như là không phải bị bắt nhưng mà bắt phải giải tán, không cho đi khất thực, không cho những người họ đi theo, tất cả giải tán cái trường hợp đó. Thì trong cái trang Facebook của ông Huy Đức đó, ông có khoảng chừng 300 mấy chục ngàn người theo cái follow cái trang Facebook của ông. Thì theo chị đó, thì có phải vì cái số người theo ông Huy Đức càng ngày càng đông như thế cũng là một cái vấn đề đối với nhà cầm quyền hay không? Bởi vì như trường hợp của thầy Minh Tuệ, Thích Minh Tuệ, khi số người quần chúng bắt đầu đông đảo mà đi theo Minh Tuệ thì họ chặt ngay lập tức. Ngay trường hợp ông Huy Đức có phải nằm trong trường hợp đó hay không? Hay là một vấn đề khác? Tôi nghĩ là thứ nhất là ông Huy Đức cũng có những vấn đề khác nữa. Nhưng mà cái vấn đề mà giả thiết mà anh Tường Thắng vừa nêu ra cũng là một cái điều có thể giải thích được, bởi vì là ví dụ đối với một cái người mà có một cái lượng công chúng, có lượng theo dõi nhất định trên mạng xã hội, tức là cái độ nổi tiếng đấy, thì khi mà họ tức là họ đã có cái sự ảnh hưởng nhất định rồi, thì khi nhà cầm quyền mà muốn bắt bớ thì họ sẽ phải cân nhắc rất là nhiều chứ không phải là không. Thì cái này thì nó rất là dễ hiểu thôi. Ví dụ như là bây giờ bắt tôi chẳng hạn, thì họ có thể họ thích bắt bất cứ lúc nào, họ không cần biết, bởi vì tôi cũng chỉ là một cái người bình thường và cái số lượng mà người quan tâm theo dõi đến tôi không nhiều. Thế nhưng mà khi mà họ bắt đến một cái trường hợp ví dụ như là ông Huy Đức hay là ông một vài người nổi tiếng ấy, thì họ sẽ phải cân nhắc xem là cái phản ứng của công luận trong nước và quốc tế ra sao, và cái phản ứng của dư luận ra sao nữa. Hay là nói thêm một tí về cái trường hợp của thầy Thích Minh Tuệ chẳng hạn, thì ví dụ những năm trước thì chúng ta có thể thấy rằng là trường hợp của Huỳnh Phú Sổ hay là Minh Đăng Quang đó, thì họ giết, họ thủ tiêu rất là dễ. Thế nhưng mà ngày nay thì đó là một, nếu mà làm cái chuyện đấy đối với ông thầy Thích Minh Tuệ trong cái bối cảnh như thế này thì đấy là một cái tính toán rất là sai lầm, và họ sẽ phải tính toán lại một cái bài toán như thế nào đó mà không cần phải ra tay một cách mạnh nhất, nhưng mà cái sự cái bài toán họ đưa ra là làm sao mà có lợi nhất cho phía họ. Thì tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái điều mà có thể hiểu được. Dạ vâng, trước khi trở lại buổi nói chuyện với chị Phạm Thanh Nghiên, Trần Thắng xin mời quý khán giả theo dõi phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Chúng ta trở lại trong giây lát. Dạ vâng, vừa rồi là phần thông tin thương mại tại truyền hình SBTN. Sau đây xin được trở lại buổi nói chuyện của chị Phạm Thanh Nghiên. Thưa chị Phạm Thanh Nghiên, không hiểu chị có đồng ý với cái nhận định này hay không? Trước đây đó, thưa chị Phạm Thanh Nghiên, khoảng chừng thập niên 70, 80 hay 92 ngày xưa đó, thường người ta nói rằng là lịch sử đó là lịch sử tùy thuộc vào cái phe, cái bên thắng cuộc. Bên nào thắng thì bên đó viết lại lịch sử theo ý mình, đúng không ạ? Không biết chị Thanh Nghiên có đồng ý hay không? Tức là phe thắng cuộc sẽ viết lại lịch sử theo ý của mình và dạy cho các thế hệ sau này theo cái ý của mình muốn. Tuy nhiên, từ khi mà có cuộc cách mạng về internet và cuộc cách mạng và tất cả cái mạng xã hội và truyền thông nó càng ngày nó càng lớn mạnh, nó chẳng hạn như Facebook hoặc là YouTube, tất cả những cái mạng xã hội đó, thì rất nhiều người có thể viết lại lịch sử và đưa lên trên mạng xã hội hoặc là trang web để nói lên cái quan điểm về cái lịch sử của mình. Như vậy có nghĩa là phe thắng cuộc không còn làm chủ lịch sử và viết lịch sử theo ý mình muốn được. Điều đó cái câu nói rằng là phe thắng cuộc luôn luôn viết lại lịch sử hoàn toàn sai trong trường hợp này. Vậy thì trong trường hợp này có thể là bởi vì ông Huy Đức, ông viết cái cuốn sách Bên Thắng Cuộc, đưa ra một số các vấn đề và quan điểm có thể không phù hợp với lịch sử của phía bên Đảng Cộng sản Việt Nam mà họ muốn dạy cho các thế hệ của họ và tương lai. Chính vì vậy mà họ phải triệt hạ không? Để bảo đảm rằng lịch sử phải là lịch sử của họ chứ không phải lịch sử của bên khác. Dạ, như anh nói thì cũng trong một lần mà tôi trả lời phỏng vấn nhạc sĩ nhà báo Tuấn Khanh liên quan đến cái ngày 30 tháng 4 thì tôi cũng nói rằng là Việt Nam thì không có, ở Việt Nam dưới cái thời Cộng sản, tôi không nói về trong quá khứ, ở Việt Nam dưới thời Cộng sản thì không có những nhà chép sử mà chỉ có những nhà sáng tác lịch sử thôi. Thì ý tôi muốn nói rằng là phía mà chúng ta gọi là bên thắng cuộc, phía Đảng Cộng sản Việt Nam và các nhà cầm quyền thì họ luôn luôn viết sử theo những cái mưu đồ chính trị của họ, thế nào mà để cho nó có lợi nhất cho cái nhà cầm quyền. Tất nhiên là bên cạnh đó thì chúng ta vẫn có quyền ghi chép lại những gì mà chúng ta thấy, những cái điều mà tai nghe mắt thấy, và đặc biệt là trong ngày hôm nay có cái sự hỗ trợ rất là lớn của cái hệ thống internet và cái công nghệ internet. Cho nên là tôi nhớ là có một cái nhân vật nào quốc tế họ dùng đến một cái cụm từ rất là hay mà hình như là chúng ta cũng đã nhắc với nhau trong một cái chương trình nào đó cùng với anh Tường Thắng, đó là sử gia công dân. Đó, chúng ta không cần phải nhân danh một cái nhà chép sử và chúng ta cũng không cần phải nhân danh một cái nhà xuất bản và cũng không phải nhân danh một cái chế độ chính trị nào hay là phải nhân danh một cái chủ nghĩa nào hết, mà chúng ta là những cái người công dân và chúng ta ghi chép lại những cái điều tai nghe mắt thấy. Và đó chính là cái điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam sợ nhất, mà khi mà họ phải bưng bít bằng mọi cách, từ cái chặn tường lửa này cho đến kiểm soát thông tin này, cho đến bắt bớ những cái người mà bày tỏ quan điểm, những cái người cầm bút, những người dùng bàn phím đó, bằng mọi cách để mà họ bưng bít sự thật. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là họ có thể bưng bít trong một thời gian nào đó và với một cái thành phần nào đó thì cũng thể thôi, chứ còn nếu mà những cái người mà người ta đã biết rồi và có ý thức để gìn giữ cái lịch sử, để mà gìn giữ cái sự thật, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có nhiều cách để làm, và ghi chép lại, kể lại là một trong những cái điều mà mang lại những cái hiệu quả to lớn nhất. Ngoài cái việc mà ông Huy Đức bị bắt đó, thưa chị Phạm Thanh Nghiên, thì một luật sư khác là ông Triển, Trần Đình Triển cũng bị bắt. Nhân vật Trần Đình Triển không được nhiều nghĩa là không được sự chú ý rất nhiều của quần chúng hoặc là những cái người đấu tranh ở hải ngoại hoặc là trong nước. Thì theo chị là lý do gì ông Trần Đình Triển bị bắt? Tôi phải thú thật rằng là tôi cũng không có quen biết luật sư Trần Đình Triển. Tôi chỉ có tìm hiểu thêm sơ sơ một số các thông tin về ông. Thì ông là luật sư cũng hành nghề nhiều năm. Yeah. Và ông cũng thỉnh thoảng cũng có một số các cái fan họ phát biểu được cho là cổ súy cho cái quyền tự do ngôn luận. Tức là tôi nói là đây là một số các cái phát biểu thôi đó, chứ tôi không dám nói ông là một cái nhà tranh đấu cho cái nhân quyền gì cả. Yeah. Và cái điều mà người ta công luận biết ông nhiều nhất đó là cái vụ lùm xùm pháp lý giữa ông với lại tướng công an Hữu Ước. Hữu Ước cũng là một nhà báo đó, hình như là ông Tào trước làm cho cái báo An Ninh Thế Giới. Vâng, thì người ta nhắc đến luật sư Trần Đình Triển qua những cái việc mà tạm gọi là những cái vụ kiện tụng pháp lý với là cái vị tướng này thôi. Và đằng sau cái việc bắt bớ ông Triển là như thế nào thì tôi thật sự là cũng không tìm hiểu được bao nhiêu. Tuy nhiên là cũng không phải là một cái sự trùng lập, bởi vì ông Triển và ông Huy Đức bị bắt cùng một ngày, trong cùng cách thức, có thể nói là bị bắt cóc cùng một ngày. Sau đó thì sự lên tiếng của công luận rồi công an bắt đầu mới phải thừa nhận là bắt hai ông này và cùng một ngày, và bị cáo buộc cùng một điều, tức là điều 331 là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước, cá nhân này kia đó. Thì về phía luật sư Triển thì tôi không có nhiều thông tin, mà chỉ có những thông tin như vậy thôi. Nhưng tuy nhiên cái việc mà họ cáo buộc ông ấy vi phạm cái điều 331 cũng khiến cho chúng ta phải suy nghĩ về cái nhân vật này và cái vụ bắt bớ này. Và có lẽ là ông ấy bị bắt về cái việc mà ông ấy bày tỏ cái quyền tự do biểu đạt của mình. Và đó cũng là cái điều mà chúng ta có đủ cơ sở để chúng ta lên án cái nhà cầm quyền khi mà họ vi phạm nhân quyền, đặc biệt ở đây là quyền tự do biểu đạt, quyền tự do bày tỏ cái quan điểm của mình. Dạ vâng, thưa chị Phạm Thanh Nghiên, trước đây đó thời mà ông Nguyễn Tấn Dũng còn là Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đó, thì đã có nhiều cái ý kiến và cũng như từ phía bên Quốc hội Cộng sản Việt Nam, bên trong nội bộ Cộng sản Việt Nam là bây giờ phải chặt đứt cái hệ thống Facebook đi. Bởi vì cái hệ thống này đã giúp cho người ta người dân trong nước mở mắt rất là nhiều, và thứ hai qua đó nó cũng đưa đến cái việc tuyên truyền, phản tuyên truyền đối với chế độ. Như chúng ta biết rằng là Facebook không có hiện diện ở Trung Cộng không có Facebook, bị cấm hoàn toàn. Tuy nhiên lúc đó cái việc mà cấm Facebook nó đã không xảy ra dưới thời của Nguyễn Tấn Dũng, và nó bây giờ nó vẫn còn tiếp tục lưu truyền. Thì theo nhận định của chị Phạm Thanh Nghiên thì cái trang Facebook này có thể được dùng như là cái môi trường để mà có thể tìm hiểu và bắt ra những cái trăm hoa đua nở, những cái đóa hoa nào nó mới nở ra là họ có thể triệt hạ được ngay không? Họ đã làm rồi chứ anh. Đó, dạ, đúng. Cho nên họ cố tình phải giữ lại chứ không có chặt luôn. Trong khi việc chặt Facebook là trong khả năng của họ. Thưa anh, tức là có thể là trong khả năng của họ, họ cấm cái là xong. Thế nhưng mà phải nhìn nhận những cái hậu quả của cái việc nếu mà cấm Facebook trong cái thời đại ngày hôm nay thì như thế nào. Bởi vì cái Facebook này không chỉ những cái người dùng Facebook, không chỉ là những cái người bất đồng chính kiến, hay là những người dùng cái Facebook để mà bày tỏ quan điểm trái với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nó còn dùng để trong giao dịch, trong liên lạc và trong rất nhiều thứ khác liên quan đến vấn đề kinh tế, học thuật, rồi văn hóa, vân vân, nhiều thứ. Và nếu mà cấm như thế thì không chỉ những cái người mà chúng ta tạm gọi là những người hoạt động nhân quyền chẳng hạn, hay là những cái người mà chỉ trích chế độ, mà đối với cả phía chính phủ đó thì họ sẽ mất rất nhiều những cái lợi ích chứ không phải là không. Cho nên là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khi làm cái gì thì họ cũng phải cân nhắc là cái lợi ích của họ, chứ không phải là họ cân nhắc cái lợi hại hay là cái hại đối với người dân. Mà nói thẳng ra nếu như bây giờ cấm Facebook thì rất là khó, bởi vì là nó sẽ mang lại những cái hậu quả khôn lường từ phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cho nên là thay vì cấm thì họ kiểm soát. Họ kiểm soát bằng cách nào? Họ kiểm soát bằng họ việc chặn cái tương tác trên mạng xã hội. Ví dụ như là một cái bài viết của tôi viết đưa một cái hình ảnh bình thường cho cái cuộc sống gia đình của mình, hay là một cái gì nó không liên quan gì đến vấn đề mà nhân quyền hay là dân chủ hay là chỉ trích chế độ cả, thì có rất là nhiều người vào bình luận hay là nhấn like chẳng hạn. Nhưng mà khi một cái bài viết mà mình bỏ ra thời gian để mà mình bỏ tâm sức vào đấy, một cái bài viết mình tạm gọi là chỉn chu, mình có cái sự đầu tư về thời gian cũng như là trí óc chẳng hạn, thì đương nhiên là chỉ có vài chục người, thậm chí 100-200 người vào để mà tương tác thôi. Tức là họ chặn tối đa. Và rất là nhiều người tưởng là tôi block họ trên Facebook khi mà lâu ngày họ không thấy tôi xuất hiện, nhưng mà muốn tìm thì mình phải gõ vào cái mục tìm kiếm và vào thì mới thấy được. Và ngoài ra đó thì là một số các cái cơ quan nhân quyền hay là kể cả hãng thông tấn Reuters, họ đã đưa ra những cái tài liệu cho thấy rằng là Việt Nam đã kiểm soát Facebook một cách tối đa, và thậm chí là cái công ty Facebook này đã làm việc với phía Việt Nam và đạt được những cái thỏa thuận với nhà cầm quyền để mà ngăn chặn cũng như là kiểm soát thậm chí cung cấp cho họ những cái thông tin cá nhân của cái người dùng để mà phục vụ cho cái việc bảo vệ chế độ rồi. Dạ. Dạ vâng. Như là họ đã trong quá khứ bây giờ họ đã thay thế một số cái trang, ví dụ như là Messenger, tin nhắn, thay vì dùng WhatsApp, họ gọi WhatsApp gì họ thay thế bằng Zalo. Đó là một cách họ có thể triệt tiêu đi những cái gọi là cái thiết bị và cái thiết bị cho những người khác họ dùng. Nhưng mà bây giờ mình cũng hết giờ, mình không có giờ để đi sâu vào vấn đề này. Một lần nữa Trần Thắng xin cảm ơn chị Phạm Thanh Nghiên rất nhiều, và xin cảm ơn quý giả của SBTN. Xin hẹn quý giả trong các chương trình kế tiếp của SBTN. Dạ vâng, xin tạm biệt anh Tường Thắng và tạm biệt quý thính giả khán giả đài SBTN.